Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm kẹo đậu phộng. Thật ra thì Diễm không có ý định chia sẻ video này tại vì Diễm thấy nó đơn giản quá đi. Nhưng mà nhận được nhiều yêu cầu thì Diễm cũng làm. Kẹo đậu phộng làm theo công thức này á, nó không có bị ngọt lắm ha. Kẹo rất là thơm luôn và giòn nữa. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món kẹo đậu phộng với Diễm nha. Nguyên liệu chính cho món kẹo này chính là đậu phộng và ở đây có thêm tí xíu mè. Thì đậu phộng á, Diễm mua cái này là cái loại rang sẵn và mình lưu ý là nó không có muối nha. Tại bên Na Uy nó bán hay có cái loại có muối đó. Một gói như vậy là 250 g thì mình cần hai gói là 500 g. Còn nếu mà mình không có đậu rang sẵn thì mình tự rang cũng được. Về mè thì mình có thể rang vàng hoặc là không rang cũng được nha. Mình cần 50 g. Mè rang lên thì nó sẽ thơm hơn. Còn mè không rang nó vẫn ngon, không sao hết. Tiếp theo là Diễm có cái siro bắp và đường ha. Đường thì mình cần là 70 g. Mình cần ở đây là 350 g siro bắp. Thì siro bắp á, cái vị nó lạc, vì vậy giúp cho cái kẹo của mình không có quá ngọt. Và khi mà kẹo nó nguội á, nó có một cái độ giòn xốp, không bị cứng. Chai siro bắp này á, thì Diễm mua ở tiệm Việt bên đây ha. Cái này là của Hàn Quốc. Để cho cái kẹo của mình nó thơm hơn á, thì mình sẽ cho vào tí xíu gừng. Ở đây là Diễm có 10 gram và mình cắt thành từng cái sợi nhỏ nhuyễn như vậy nha. Và thêm 1 gram muối á, giúp cho cái kẹo của mình nó đậm đà hơn. Diễm sử dụng thêm một muỗng cà phê tinh chất vani á, tại vì cái siro bắp á, cái mùi Diễm thấy nó không có được thơm. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một cái tờ giấy nướng bánh á, mình để ở đây để vừa mà làm kẹo xong là mình sẽ đổ ra liền. Tất cả các nguyên liệu cũng vậy ha, mình nên chuẩn bị sẵn sàng hết. Mình nên dùng cái chảo chống dính á, để mình làm kẹo nha, như vậy thì lúc mà mình làm nó không có bị khét nhiều. Diễm cho siro bắp vào trong cái chảo. Tiếp theo là 70 g đường. Muối mình cho vào luôn nha. Và gừng. Bật bếp lên á, mình để cái lửa lớn ha. Và bây giờ mình làm cho đường tan. Siro bắp á, Diễm thấy cái lượng nước á, trong cái siro rất là nhiều. Vì vậy á, mình phải nấu cho nó giống như nó hơi sệt lại tí xíu. Mình cứ đảo nhẹ tay ha, cho tới khi mà mình thấy á, cái bọt á, nó nổi lên rất là nhiều. Và mình nhìn nó giống như nó cái siro này nó hơi kẹo lại. Thì thời gian khoảng từ 1 phút rưỡi cho tới 2 phút á. Đó, mình thấy như vậy. Thì lúc này á, Diễm cho vào một muỗng cà phê tinh chất vani. Cho tinh chất vani vào á, mình khuấy lên cho nó đều ha. Rồi mình hãy cho cái đậu phộng và mè rang. Cái này thì mình nên làm nhanh tay á. Mình cho đậu phộng vào, mình cho mè rang vào liền. Sau đó mình đảo lên. Tại vì cái lửa mình chỉnh làm sao cho nó luôn sôi nha. Đừng có để cho nó nguội quá. Mà nó sôi như vậy thì nó dễ bị khét đó. Vì vậy mình cứ trộn lên cho nó đều. Mình trộn cho tới khi mình cảm giác là cái đậu của mình nó nặng tay và cái phần syrup á, mình không còn thấy nữa ha. Tại vì nếu mà syrup á, mình thấy nó còn loãng á, thì lúc mà cái kẹo của mình nguội ăn nó dễ bị dính răng. Đó, như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp nè. Nhắc khỏi bếp á, thì mình cho liền ra cái tờ giấy nướng bánh và cái giai đoạn này mình nên làm nhanh tay nha. Tránh cho kẹo nó bị nguội á, thì mình sẽ khó là dàn mỏng hơn. Mình có thể dùng cái muỗng nhựa bới cơm á, hoặc là cái dao nhựa như Diễm nè. Mình ấn xuống như vậy giúp dễ dàn mỏng kẹo hơn. Sau khi dàn mỏng thì mình mang mình cắt kẹo liền luôn nha. Lúc này thì cái kẹo nó vẫn còn nóng hoặc là ấm á, chứ mình để nguội thì nó sẽ rất là cứng, không có cắt được. Mình cứ cắt theo cái kích thước mà mình muốn ha. Hoặc là nếu mà nó cứng quá thì mình chỉ bẻ ra từng miếng thôi. Nhưng mà nếu mà mình cắt ra được thành cái viên kẹo như vậy thì nhìn nó đẹp hơn. Đó, do Diễm quay video á, nên Diễm chỉnh máy thành ra nó cũng hơi bị cứng tí xíu nè. Kẹo đậu phộng này mình cắt xong á, mình để cho nó thật là nguội. Rồi mình hãy bảo quản trong cái hộp hoặc là trong hũ đậy kín nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được kẹo đậu phộng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.